Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngày bây giờ biết tin gì chưa? Tin hot hòn hot các bạn ơi. Đó chính là Skibidi Toilet tập thứ 70 phần 1 đã có ảnh leak mới rồi các bạn à. Ngay bây giờ mình cho các bạn coi luôn nha. Nhìn nè, thấy gì không? Đây là một anh cameraman đeo cặp tai nghe, có cái mắt kiến bảo vệ, và anh ấy đang cầm trên tay là một cây súng phun lửa các bạn. Nhìn xịn đi cái chứ. Nhưng mà nhìn kỹ nha, lửa này không phải là lửa màu xanh đâu, không phải là lửa màu đỏ, mà là lửa màu xanh dương các bạn. Mà lửa màu xanh dương là đại diện cho tay tình cameraman nha các bạn nha. Rồi ngoài ra mình còn để ý thêm một chi tiết nữa. Các bạn nhìn kỹ vô đây nè, thấy gì không? Có thấy cái này quen quen không các bạn? Nhìn rất là giống như là một trái chuối vậy các bạn nha. Đừng nói trong tương lai có Skibidi Toilet khỉ ra nha các bạn nha. Rồi ở đây là có một cái gì tròn tròn á, mình cũng không biết nữa, chắc là cái đồ để dặn dặn á các bạn ơi. Nhưng mà nhìn rất là giống như quả chuối nha các bạn. Ngày hôm nay không những chỉ có một tấm hình này, mà hiện tại tập thứ 70 đã có tới 3 tấm ảnh leak nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video để coi coi là chuyện gì sẽ xảy ra. Và mình sẽ nhờ bạn Zero Anime cũng như là bạn Bum phân tích chúng ta biết được là trong tập mới sẽ có những gì nha các bạn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì ngay bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Nhớ lại cho video này một nút like, ủng hộ trên dây làm tiếp nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký ở phía dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu video nào. Let's go. Ok các bạn à, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi leak Skibidi Toilet tập thứ 70 phần 1 này luôn nha các bạn. Nhưng mà trước video này thì mình có nhận được một tấm fanart cực kỳ đẹp của một bạn fan, bạn ấy vẽ tay tình cameraman các bạn. Nhưng mà lần này là lúc ảnh còn giữ cái cây búa trong tay, kèm với lại một cái tay nữa nha các bạn nha. Nhưng mà bây giờ thì mình đang khá là thắc mắc là không biết cái cây búa của anh ấy đang đi về đâu. Các bạn hãy bình luận cho biết được là theo các bạn cây búa của anh tay tình cameraman đang ở chỗ nào nha các bạn nha. Kèm với lại một nút like trước khi bắt đầu video này nha các bạn. Đừng coi chùa kênh mình nữa nghe, mình năn nỉ luôn. Ngày nào mình cũng phải năn nỉ cu đề mình buồn quá các bạn ơi. Cho nên là nhớ nha, hôm nay mình mặc áo đồn đồn. Ok chưa? Thật ra thì áo này mặc 2 ngày chưa giặt, nhưng mà thông cảm đi. Phải mặc áo này mới được các bạn bấm like chứ, mình đâu muốn ở giờ đâu bạn. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video luôn nha. Let's go baby. Xin chào các bạn, lại là Bom đấy. Chào Bom nha. Vài giờ Đa Phúc Buồn đã cho biết thông tin về Skibidi Toilet 70 phần 1. Anh leak. Tuy nhiên, lại một lần nữa anh làm fan bất ngờ khi không đăng ảnh leak trên Instagram. Ủa, lần này anh Đa Phu không đưa ảnh leak ở trên Discord hả ta? Webshop, mà lại gửi trực tiếp cho một YouTuber chuyên phân tích bí ẩn về Skibidi Toilet. What? Gửi cho ai vậy? Đó chính là Elite Cameraman. Elite Cameraman. What? Cái thằng khứa này chính là cái tên mà thích chị TV Woman cạnh tranh 1-1 với mình các bạn à. Chắc anh hai Đa Phu gửi cho ông cố nội này để chập tức mình chứ còn gì nữa. Đa Phu Bull đã gửi tổng cộng 4 cây từ cái chứ. Trong video này, Bùm và các bạn sẽ cùng nhau phân tích về 2 trong số 4 bức ảnh đấy nhé. What? Anh Đa Phu gửi tới 4 bức ảnh lần hả? Mà mình chỉ biết được có 3 tấm mà các bạn ơi, ghê vậy. Vì Elite Cameraman. Ok, thôi được rồi. Thấy 2 ảnh và hứa rằng ngày mai sẽ cho đăng tải 2 ảnh còn lại. Thì ra là như vậy các bạn ạ. À, ông nội Elite Cameraman còn chơi giấu nữa. Cho nên nếu bạn muốn được xem thông tin 2 ảnh leak còn lại, hãy like, đăng ký kênh Bùm. Ok Bùm. Ngày mai nhé. Ok Bùm. Bây giờ hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái. Ăn Justin, uống mix snack. Ăn Justin, uống mix snack. Và chúng ta bắt đầu video thôi. Ok. Đầu tiên ta hãy nói về thời gian đăng tải tập 70 phần 1. Phú Bull đã thông báo rằng ngày 13 hoặc là 14 tháng 1 theo giờ Mỹ. Không quá đâu, không quá đâu. Mình nói bạn nghe, anh hai của mình đã thay đổi rồi các bạn à. Bây giờ anh hai mình ảnh nói là anh sẽ đăng vào khoảng chừng ngày 15 được nha các bạn nha. Với ngày... Oh my god. Wow. Ngày 14 tháng 1 hoặc là ngày 15 tháng 1 theo giờ Việt Nam sẽ cho ra mắt tập mới. Tuy nhiên rất có thể thời gian đăng tải sẽ bị thay đổi. Trích dẫn lời của Elite Cameraman, người... Sao cái tên Elite Cameraman này cái gì mình biết hắn ta cũng biết vậy ta? Có khi nào anh hai của mình chia sẻ những thông tin của mình cho hắn ta luôn không trời? Có liên hệ rất mật thiết với Đa Phúc Buôn. Đa Phúc Buôn muốn tôi đề cập đến thời gian đăng tải tập 70.
Anh ta từng thông báo rằng tập phim sẽ không thể hoàn thành cho đến ngày 15 theo giờ Việt Nam. Ngày 15, thấy chưa? Tập phim sẽ bị trì hoãn thêm một chút. Anh hai nói với mình mà. Tôi vẫn tin rằng anh ấy sẽ hoàn thành tập phim đúng thời hạn. Ok. Anh ấy sẽ vẫn tải nó lên vào ngày 15. Thì mấy bữa nay là, nếu như các bạn không biết á, thì mấy bữa nay là anh Da Phu cũng rất là căng thẳng nha các bạn nha. Bởi vì á là anh Doom Studio cũng đang dính một cái vấn đề bản quyền, đang cần sự hỗ trợ của anh Da Phu. Và anh Da Phu lại một mình phải làm cái tập 70, là một tập khá là hay, cho nên là mất rất là nhiều thời gian của anh Da Phu, nên các bạn thông cảm với ảnh nha. Ok. Tóm lại, dù ảnh lead được chia sẻ sớm hơn mọi khi, okay, tập 70 phần 1 sẽ được đăng tải vào ngày 15 hoặc là trễ hơn. Một vài thông tin gửi đến 15 nha các bạn. Chúng ta vào phân tích ảnh lead nhé. Ok, bấm. Đầu tiên, ta thấy một con Giant Skibby Toilet được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Công nhận cái con này răng của nó xấu thì cái chơi. Ê, răng của nó còn bị cái gì đen ở đây nè các bạn. Mày nó không đánh răng hay gì cậu, đi mua đánh răng kém răng đánh đi ông nội ơi. Nón cối, mắt kính bảo vệ để chống lại Titan TV Man. Ok. Súng rocket, tấm chắn ở hai bên và phía trước. Nhìn sơ qua thì bức ảnh này không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn mình tên lửa bình thường mà, sẽ thấy phía sau con Skibby Toilet này là cảnh bên ngoài phòng thí nghiệm bí mật. Nó có lưu cốt bảo vệ. What? Và bên trái còn có một con Skibby Toilet đang canh gác. Vậy đây chính là một con đường khác dẫn vô căn cứ của tụi Skibby đi đó bụm. Vậy là mình nghĩ là trong tập 70 này các anh Titan sẽ đến lại để quấn cái thằng này và đi cái đường nó vô. Nice. Điều này chứng tỏ tập 70 không phải là diễn biến nối liền của tập 69. Ok. Chúng ta sẽ không thấy được cảnh quân đoàn liên minh bộ ảnh kéo vào bên trong cánh cổng này. Chính xác đó luôn. Là một khu vực khác ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Đằng sau. Khu vực đó là ở chỗ nào nhỉ? Đằng sau. Bùm là một cửa ra vào khác của phòng thí nghiệm. Ok. Ở đây đã cho Bùm gợi ý về điều đó. Rất có thể phòng thí nghiệm bí mật có nhiều cánh cổng ra vào. Ngoài mục đích giúp Skibby Toilet dễ dàng đưa quân đồng loạt kéo ra ngoài từ mỗi phía. Ok. Thì còn là nơi trốn chạy của bọn chúng. Khi quân... Vậy là bây giờ quân đoàn chúng ta mà vô một cái là tụi nó sẽ đi mở cửa tứ phía chạy tứ nơi nha các bạn nha. Đoàn liên minh tấn công vào cánh cổng này. Ok, chạy đi. Cụ thể, chúng hoàn toàn có thể lẻn ra ở con đường khác mà không ai hay biết. Ok. Đó là lý do vì sao trong tập 69 phần 2, Titan Cameraman và Titan TV Man bay đi nơi khác. Bùm dự đoán rằng hai anh đang lượn một vòng để khảo sát địa hình xung quanh. Oh. Số 2 của phòng thí nghiệm. Thế là còn Titan Speakerman sẽ đi vô trong đây. À, mình nghĩ khả năng Titan Speakerman sẽ đi vô trong đây và quýnh cái tên Skibidi Toilet này các bạn à. Anh ấy sẽ đấm cho nó súng răng luôn, các bạn đồng ý không? Đồng ý thì ngay bây giờ đi lại cho video một nút like đi. Mình đăng nỉ anh hai mình làm cảnh này cho á. À có khung cảnh trong ảnh list tập 70. Ok, okay. Giờ đến ảnh list số 2 nhé. Lại một ảnh này mới phê nè. Cho thấy tập 70 không nối tiếp 69 phần 2. Anh cameraman cầm súng phun lửa này rõ ràng không có bên trong phòng thí nghiệm. Chính xác. Cũng không thuộc về quân đội tiếp viện của tập 69 phần 2. Đúng luôn. Chi tiết mà Bùm đã bỏ qua khi phân tích video full 69 chính là mắt kính bảo vệ của quân đúng đội. Đúng rồi đó Bùm, bữa Bùm quên á. Chuyển từ hình tròn sang hình vuông. Bây giờ okay, đã xuất hiện lại trong ảnh list. Ok Bùm, hãy nhìn cửa cuốn bên này. Nếu bạn biết về cấu trúc cửa cuốn thì phần dây xích sẽ nằm ở bên trong. Ủa? Cái này là cái dây xích hả? Vậy mà hồi nãy anh Jay nhìn anh Jay tưởng là trái chuối. Ai được chứ? Nó giúp người okay trong kéo cửa cuốn lên bằng tay. Bên trong à? Vậy cuối cùng là trong hay ngoài phòng thí nghiệm? Phân tích rõ gì Bùm? Đúng rồi Bùm. Ra không có gì mâu thuẫn ở đây cả. Khó hiểu quá Bùm. Ảnh list 1 là nói về đoạn đầu của tập 70. Lúc này quân đoàn liên minh vẫn còn bên ngoài cánh cổng số 2 của phòng thí nghiệm. Ok. Ảnh list 2 là nói về đoạn giữa hoặc là cuối tập 70. Ê Bùm. Anh chị có một thắc mắc. Tại sao ở đây đó có mấy cọng dây kéo như thế này nhưng mà tụi Skibby làm gì có tay? Rồi ai kéo? Chắc nhờ ông tiến sĩ ông lại ông kéo. Trời ơi, tao là chùm của cái đội quân này mà tao phải đi mở cửa cho tụi bay. Khi tiêu diệt xong kẻ địch mọi người okay vào trong. Vậy thôi. Còn về okay chiếc kinh bị che mất đoạn đầu này thì Bùm vẫn chưa đoán ra ý nghĩa của nó là gì. King, King có nghĩa là vua nha các bạn nha. Nhưng mà đằng trước chữ King này là một cái tự gì đó thì mình không biết. Nếu bạn biết hãy comment cho Bùm và mọi người cùng biết với nhé. Ok, bạn nào biết thì comment nha. Rồi bắt đầu tới ông nội Zero Anime đó rồi đó các bạn ơi. Zero Anime game bây giờ tới chương trình thời sự của ảnh nha các bạn. Chào tất cả các bạn. Gì vậy? Gì mà chào tất cả các bạn? Rồi nghe lại coi, cái gì mà chào chào chứ? Chào tất cả các bạn.
lại là mình đây. Chào chào tất cả các bạn, chào hai lần luôn. Tiếp chuỗi video phân tích Steam Deep Toilet tập 69. Có lẽ bây giờ các bạn đang nóng lòng để chờ xem khi nào tập 70 Steam Deep Toilet ra mắt. Đúng rồi đấy, Zero. Ngày 15. Một tin vui rằng chúng ta sẽ có Steam Deep Toilet tập 70. Hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết những vấn đề sau. Thứ nhất, phân tích ảnh leak thứ 2 và 3 Steam Deep Toilet tập 70. Ok, hai, Zero. Dự đoán diễn biến Steam Deep Toilet tập 70. Thứ ba, dự đoán để coi Zero với Bầm ai phân tích như thế nào nhé các bạn nha. Mỗi người sẽ phân tích một kiểu. Hôm nay đừng quên like, đăng ký, bật chuông thông báo để nhân ba tốc độ ra video nhé. Ok, nhấn nút like cho tụi mình nha. Một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh uống chén. Một ông là ăn chai Sting uống bịch snack, còn một ông là ăn miếng bánh uống chén trà. Các bạn thấy ai là người bình thường? Tất nhiên là Zero Anime là người bình thường rồi các bạn. Còn Bầm dạo này Bầm hơi bị mất kiểm soát rồi các bạn ơi. Nhưng mà yên tâm, để vào gia anh lo. Để cùng thưởng thức video này thôi nào. Khác với những lần trước thì ảnh leak được đăng trên Discord, Instagram tiếp đầu tiên, nhưng lần này Da Food tiết lộ những bức ảnh leak một cách vô cùng đặc biệt. Ok, sáng hôm nay gửi cho ông nội kia được ảnh leak CBD Toilet tập 70 thông qua Elite Cameraman. Tôi thật sự quá bất ngờ với mối quan hệ giữa hai người họ. Thậm chí, hai người họ thân đến mức mà khi làm xong tập 70 thì Da Food đã gửi ngay những bức ảnh leak đầu tiên đến Elite Cameraman. Gửi cho anh nữa nè Zero, anh Da Food còn gửi cho anh nữa nữa. Bỏ qua chuyện đó qua một bên, chúng ta hãy cùng đến với những ảnh leak ngay sau đây. Ok, Elite Zero Cameraman nói rằng anh ấy nhận được 4 bức ảnh leak từ Da Food. Bởi vì sự 4? Chậm trễ của mình thì Da Food đã sớm tiết lộ sớm cho... Mà anh hai của mình gửi cho mình 3. Vậy là hiện tại mình đang có một tấm giữ trong tay mà không ai biết cho các bạn nha. Chỉ có mình, anh Dao Phu và tên Elite Cameraman là có tấm ảnh đó thôi các bạn. Các bạn muốn coi hay không? Muốn coi thì cho một nút like đi. Những fan hâm mộ. Và hôm nay, Elite Cameraman chỉ tiết lộ 2 trong 4 bức ảnh leak được Da Food chuyển cho anh ấy. Ok. Trở lại với bức ảnh leak đầu tiên, anh ta đi kèm với đó là một lời chúc năm mới. Kèm theo đó là một thông báo. Anh Elite này biết rồi, anh Elite biết rồi. Ra mắt muộn hơn mọi khi. Và anh ta cũng nói đây là một trong những tập quan trọng nhất trong suốt bộ phim. Tập hay nhất các bạn. Trong khung hình, chúng ta cũng thấy được tiến sĩ Skibidi với một khuôn mặt vô cùng ghê rợn. Và như tôi đã dự đoán ở những video trước thì tập 70 là một tập vô cùng khó dự đoán diễn biến của nó. Tuy nhiên, với hai bức ảnh leak được cung cấp thì nó dễ đoán hơn rất nhiều. Đến với bức ảnh leak đầu tiên, chúng ta thấy được một tên Skibidi có một điệu cười vô cùng ghê. Lại là cái thằng này. Hắn ta có hai tập. Mày cứ cười đi. Anh nói gọi vô video là nó sẽ bị đấm cho súng răng. Nhìn ở hai hai bên. Ngoài ra, hắn ta còn được trang bị 4 bệ phóng tên lửa ở đằng trước. Tên lửa hay lõ lắm không sao đâu. DVD này còn được trang bị một chiếc mũ bảo hiểm và cả một chiếc kính kháng năng lực của tộc TV. Tôi cho rằng hôm nay có rất nhiều TV man tham chiến. Chính vì vậy mà hắn ta mới thận trọng như vậy. Nhưng mà cái mắt kiến này của hắn ta thì cũng không đủ mạnh với lại Titan TV Man đó các bạn à. Titan TV Man lại mà đấm cho một cái là bởi mắt kiến liền. Mà khoan, mình nghĩ là Titan Speaker Man sẽ xử lý cái mắt kiến này. Anh giả cho một cái là bay cái mắt kiến đi hoặc là bể cái mắt kiến luôn nha các bạn nha. Đừng có đùa với lại Titan Speaker Man, ảnh tán là bị ghê á. Điểm đặc biệt nhất trong khung hình là chúng ta đang ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Trong khi đằng sau quá Zero, chúng ta thấy tiên sĩ chỗ này là đằng sau phòng thí nghiệm. Có 4 giả thuyết mà tôi muốn đặt ra tại thời điểm này. Đầu tiên, giả thuyết. Tập 70 sẽ bắt đầu với hình ảnh của tiến sĩ Skibidi và các đặc vụ bên trong phòng thí nghiệm đầu tiên. Ok. Có lẽ đây là một cuộc chạm trán định mệnh chăng? Và trên bức ảnh đầu tiên, chúng ta có số 70. Có lẽ điều trùng hợp ở đây là tiến sĩ Skibidi đã 70 tuổi chăng? Tiến sĩ Skibidi 70 tuổi? Vậy là tiến sĩ Skibidi đang là ông già các bạn à, đối đầu với mấy thằng trẻ. Oh my god. Ôi bị già thì ở nhà nghỉ ngơi đi, già đi đóng phim nữa khổ thì cái chứ. Và đây chính là ngày chết của hắn ta. Giả thuyết thứ hai, trận chiến sẽ bắt đầu ngoài phòng thí nghiệm với tên Skibidi này đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc tên Skibidi này là kẻ về chầu ông bà sớm nhất. Chính vì lý do đó mà cuộc chiến sẽ bắt đầu bên chầu ngoài ông bà sớm nhất. Sau đó tiến sâu vào bên trong. Đi làm răng nữa. Giả thuyết thứ ba, đây là một nơi khác xung quanh phòng thí nghiệm. Vì ở đây, chúng ta thấy một cánh cửa. Tôi cho rằng, có rất nhiều cửa xung quanh phòng thí nghiệm. Chính vì lý do đó mà các đặc vụ phải chia nhỏ quân để đánh vào những lối vào khác nhau. Vậy là có vẻ như Zero Anime và bạn Bùm nó cũng khá giống nhau, là có khá là nhiều cửa đi vô căn cứ của tụi Skibidi. Giả thuyết thứ tư, tôi sẽ để ở bức ảnh leak thứ hai để phân tích nó. Ok, Zero. Trong bức ảnh thứ hai, chúng ta thấy hình ảnh hai cameraman xuất hiện cuối tập 69/2. Ừ. Anh ta sở hữu một bình phun lửa màu xanh, và chúng ta cũng thấy một...
Bạn Bùm thì nói là những nhân vật này không phải là những nhân vật đến từ quân tiếp viện, nhưng mà bạn Zero thì nói là những nhân vật này là những nhân vật đến từ quân tiếp viện. Hai người bắt đầu có những luồng ý kiến khác nhau một chút rồi nha các bạn nha. Thì có gì đâu, phân tích thì mỗi người phân tích một kiểu như vậy nó mới hay nha các bạn. Màu xanh được bắn ra. Tôi cho rằng ngọn lửa này được tạo ra từ sức mạnh của Titan Cameraman. Chính xác, let's go. Đây không phải là bên ngoài phòng thí nghiệm mà là bên trong. Điều đó đồng nghĩa với việc các đặc vụ đã bắt đầu dọn dẹp. Bạn Bùm cũng kêu bên trong. Nơi đây. Và ở trên bức tường, chúng ta thấy một dòng chữ màu đỏ xuất hiện. Hồi nãy cái này chúng ta không biết cái này có nghĩa là gì. Đừng có nói bây giờ Zirinime sẽ phân tích ta biết nha. À được, ngon. Chúng từ sau ghép lại thành chữ kinh nhà vua. Kinh nhà vua. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ, chúng ta thấy chữ O đằng trước. O. Theo như tôi dự đoán thì đây chắc hẳn là chữ No Smoking. No Smoking có nghĩa là không được hút nha các bạn. Tạm dịch là cấm hút thuốc. Ok. Tôi cho rằng đây là một nơi cấm lửa. Bởi vì ở đây là một nơi cấm lửa mà hồi nãy anh cameraman kia xịt lửa quá trời xịt luôn. Càng cấm càng làm nha các bạn. Nhiệm nào thì trời, ghê chưa? Ghê chưa? Cũng cần cảnh báo điều này để không để những sự việc hối tiếc có thể xảy ra. Ok. Tiếp theo, hãy dự đoán Skibidi Toilet tập 70. Tôi cho rằng Skibidi Toilet tập 70 sẽ diễn ra song song ở ba nơi khác nhau. Ba nơi? Đầu tiên chính là bên ngoài phòng thí nghiệm nơi bức ảnh leak thứ 2 được cung cấp. Thứ hai chính là nơi mà các đặc vụ đang hướng đến cuối tập 69. Là ở trong. Thứ ba, tại sâu bên trong phòng thí nghiệm hay nói cách khác là căn phòng của tiến sĩ Skibidi. Thật sự, đây là một kịch bản quá hay nếu điều này. Ê, vậy nếu như vậy là tập 70 sẽ khá là dài nha các bạn nha. Thật sự. Xảy ra. Bởi vì nếu như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có 3 okay. cameraman POV xuất hiện. Đầu tiên chính là 3 người phim cameraman luôn. Thứ hai chính là 2 cameraman POV trong tập thôi. Được dò gì. Vâng, phần 1 của tập 70 sẽ là một tập phim vô cùng hoành tráng như cái cách mà đa phút bắt chúng ta chờ đợi nó. Ok. Bây giờ, hãy dự đoán thời gian ra mắt Skibidi Toilet tập 70. Ngày 15 phút sẽ cho ra. Lần đầu tiên ánh đa phu đăng video vào ngày 15. Bắt Skibidi Toilet tập 70 vào ngày 13 hoặc 14. Tuy nhiên ông nói xạo đó. Ông đăng ngày 15 đó. Tính theo giờ Việt Nam thì là 15 hoặc 16. Anh cũng hợp lý à, cũng hợp lý. Tại anh đa phu anh ở bên Mỹ mà bạn. Tập 70 phần 1. Để mốt có gì mình qua Mỹ mình thăm anh hai của mình nha các bạn nha. Ok không? Ok thì để lại video một lúc like tên không tên không? Sao mà tin được đúng không? Điều đó đồng nghĩa với việc Skibidi Toilet tập 70 sẽ được cho ra mắt rất sớm. Tôi cho rằng Skibidi Toilet tập 70 sẽ có sớm nhất vào ngày 14 hoặc chậm nhất là ngày 15 theo giờ Việt Nam. Cảm ơn các bạn ngày đã xem video. Ngày 15 mới Zero. Like và đăng ký kênh để Zero có thể ra những video hay hơn nhé. Ok. Và mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Mày nha. Nếu như mày thích video này, nhớ để cho video ngày một nút like nha các bạn. Còn những bạn nào thích với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để ngay phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.